Mình làm cái livestream này là bởi vì mình vừa xem một cái tattoo của một người trước đây cũng là cờ đỏ. Mình nói cái việc trước đây là cờ đỏ bởi vì bạn này về cơ bản đã có một cái tattoo ghi rằng là bạn ấy đã rất là hối hận khi tham gia vào các nhóm cờ đỏ. Vậy nên mình làm cái livestream này với cái mục đích là muốn xây dựng các nhóm cờ đỏ, xây dựng bản thân của mình cũng như xây dựng các nhóm cờ đỏ sau này, xã hội chúng tôi, để đảm bảo tất cả các cái thông tin cũng như đảm bảo về nhân thân của nhau, chúng tôi đã đến gặp trực tiếp lẫn nhau. Các bạn biết là có một bạn trước đây khi tôi phản biện trên mạng xã hội đấy, thì có một cái nhóm người trên đó, có một người tên là Hoàng Tuấn Bạch. Người này là dân trước đây là cũng sống ở Cao Lãnh, là bà có một người bà con ở tại đất Cao Lãnh này, và người này đã treo giải thưởng để mà khủng bố gia đình tôi rồi giết tôi, và được một người ở Cao Lãnh này cung cấp thông tin cho cái người đó đang sống ở Đức, có nghĩa là cái đối tượng Hoàng Tuấn Bạch này sống ở Đức, một người Cao Lãnh này cung cấp thông tin về cá nhân nhân thân của tôi cho người đó, để thậm chí là đường đi nước bước hàng ngày, tôi đi sáng dọn hàng mấy giờ, tối mấy giờ về, mấy giờ rước con, biết rất rõ. Cho nên là cái thời gian đó có một bạn lên mạng xã hội và bênh vực tôi, phải nói là rất là căng thẳng, các bạn ấy rất là yêu mến tôi và bênh vực tôi trên mạng xã hội. Nhưng bạn biết không, cái bạn đó giờ này lại quay trở ngược lại tấn công vào các nhóm cờ đỏ và tấn công ngay cả tôi. Tôi nói một điều rất đơn giản là tôi là người biết tôn ti trật tự trên dưới đàng hoàng, lớn nhỏ phân biệt, người nào lớn tôi gọi bằng anh chị chú bác, người nào nhỏ thì em út. Nhưng những người đó, cái người mà tôi vừa nói các bạn, dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng vẫn không bao giờ kêu tôi tiếng anh nè. Tôi cũng không buồn về chuyện đó, bởi vì chúng ta quen biết nhau qua mạng xã hội, gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, ăn uống với nhau, chút đỉnh, chả có gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ lại quay trở ngược lại, chống đối lại các nhóm cờ đỏ, chỉ với mong muốn là thỏa mãn cái bản thân của mình. Tôi thấy trước đây bạn này viết bài cũng sâu sắc, cũng là người biết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, cũng phản bác được. Nhưng mà thời gian gần đây thì các cái luận điệu mà đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc trước đó lại quay trở ngược lại, là những luận điệu đó lại phản bác, lại chống đối lại các nhóm cờ đỏ. Chúng tôi đang cố gắng hết mình bằng mọi sức của mình để chúng tôi chiến đấu hàng ngày hàng giờ, chúng tôi chiến đấu trên mạng vì cái gì, ai trả lương cho tôi? Các bạn thấy đấy, các bạn đó cũng biết mà, tôi lên trên Sài Gòn tiền túi bỏ ra, mọi cái đều từ túi bỏ ra, tôi không nhận cái gì vô. Vậy thì bạn đó bỏ cái gì ra? Có nghĩa rằng ở đây chúng ta thấy được cái giá trị của những bạn ở trên đó lúc này là các bạn đang, tôi cho rằng các bạn đang bị thao túng, có một cái tư tưởng hay lý tưởng gì ở đây trong vấn đề chống luận điệu xuyên tạc. Có thể các bạn ban đầu các bạn cảm thấy bức xúc cái điều gì đó, tham gia rồi, rồi bắt đầu chúng ta tham gia sau một thời gian rồi chúng ta cảm thấy vô một cái tổ chức nào đó gò bó quá, chúng ta lại không chịu nổi một cái sự gò bó đó. Thế là bạn Mai Dương, bạn nói đúng rồi đó. Các bạn thấy các bạn gò bó quá chịu không nổi, thế là các bạn lại đi ra. Các bạn đi ra rồi các bạn lại thấy mình mất đi một cái gì đó, bị cô lập, thế là các bạn quay ngược trở lại chống. Ở đây tôi thấy cái việc chúng ta ở trên mạng xã hội này đấu tranh cần phải có lý tưởng. Chúng ta đã tự phát và chúng ta phải tự giác. Ở đây không ai lên mạng xã hội này để mà chống luận điệu xuyên tạc để kiếm cơm cả. Tôi tự bỏ tiền túi tôi ra, tôi tự bỏ tiền túi tôi ra làm tất cả mọi việc. Thế thì những bạn đó cứ mong muốn là vào được cái nhóm cờ đỏ, hội cờ đỏ, để các bạn trong cờ đỏ chi phí cho mình được ăn uống miễn phí, được tạo công ăn việc làm. Đây đâu phải là hội nhóm từ thiện. Mục đích tạo ra một nhóm cờ đỏ đó là gì? Đó là để tập hợp lại kiến thức và lực lượng để đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống đảng, chống nhà nước. Chứ không phải là một tổ chức từ thiện mà khi chúng ta gom lại chúng ta lại mong muốn người khác phải cho mình cái này, cho mình cái kia. Tôi nói những điều này là để chúng ta hiểu, và tất cả chúng ta sau này ở các nhóm cờ đỏ chúng ta xây dựng lẫn nhau, chúng ta cố gắng xây dựng để chúng ta không vướng vào những cái hoạt động như thế này nữa. Để chúng ta thấy được rằng là chúng ta không dễ dãi đưa một người vào nhóm của mình. Bởi vì người đó chỉ với mỗi cái mong muốn là vào đó để thỏa mãn bức xúc cái chuyện gì đó với một đối tượng nào đó, rồi vô cùng nhóm chúng ta cứ show hết tất cả những tiềm năng lực lượng của mình, rồi sau khi họ rời nhóm mình họ lại đem những cái đó
những cái lực lượng tiềm năng của mình ra, họ đi biêu ríu. Tôi thấy một số người tham gia vào nhóm Cờ Đỏ ban đầu đấu tranh rất là mãnh liệt, bây giờ không phải là họ chán nản gì cả mà họ đứng về phía hẳn về phía bên kia. Và phía bên kia có nghĩa là tôi nói là cái phía bên cái tội khủng bố Việt Tân, cái đám phản động. Tôi và mọi người cứ một ngày viết bài live stream tấn công vào các cái luận điệu xuyên tạc để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, trong khi những cái người đó thì lại viết bài và live stream tấn công ngược lại nhóm chúng tôi, trong khi trước đây họ lại gọi họ là Cờ Đỏ mới ghê. Điều đó cho nên tôi hy vọng rằng các bạn, tôi nghi ngờ, trước đây tôi đã từng nói các bạn, tôi nghi ngờ về một cái đối tượng mà lừa đảo, thì tôi nghi ngờ cái đối tượng lừa đảo đó chính là người của tổ chức, các tổ chức phản động nó gài vô để nó thao túng các nhóm Cờ Đỏ. Mà giờ đây tôi thấy rất rõ rằng một số người có thể liên quan tới nó là chống lại các nhóm Cờ Đỏ. Tôi hy vọng các bạn nào mà đã từng chở cờ, các bạn nghe thử xem, các bạn dòm kỹ lại coi thể ai có liên quan tới cái đối tượng đó đều chống lại các nhóm Cờ Đỏ. Hiện tại trên mạng có 2-3 người mà tôi không cần phải kể tên đây, nhưng mà tôi nghĩ là nói ra là mạnh ai nó biết rồi. Đối tượng nào chống kênh Việt Vision này, có đối tượng chống kênh Việt Vision, một là đối chống kênh Việt Vision, hai là các đối tượng chống lại các nhóm Cờ Đỏ, coi các nhóm Cờ Đỏ là bò đỏ và yêu nát. Đối tượng đó trước đây từng là Cờ Đỏ. Tôi thấy có vài đối tượng là không được hưởng quyền lợi, có nghĩa là tham gia vào các nhóm Cờ Đỏ nhưng không có quyền lợi gì cả, thậm chí là không được lãnh đạo nhóm, thế là ghen ăn tức ở, thế là họ đâm ra họ chống đối. Đó là đối tượng thứ nhất. Thứ hai đó là cái đối tượng là không trục lợi được. Các bạn thấy là tham gia Cờ Đỏ để trục lợi là có quá rõ, là thời gian qua các bạn thấy vấn đề tiền bạc lu bu, lợi dụng các nhóm Cờ Đỏ, uy tín của các nhóm Cờ Đỏ để vận động cái này vận động cái kia, rồi để trục lợi cái này, mượn tiền không trả bao nhiêu thứ. Có nghĩa là nợ nần trong các nhóm Cờ Đỏ hiện tại, tôi nói các bạn, lợi dụng vô cái hoạt động của tình cảm anh em trong nhóm, rồi cái mượn tiền, mượn xong không trả, rất nhiều, thậm chí là vài chục triệu. Người anh em trong nhóm thì coi như là mọi người rất là yêu quý lẫn nhau, có nghĩa là cùng đấu tranh với nhau thì thấy nhau khó khăn đều cho vay cho mượn, nhưng mà cuối cùng đều lợi dụng để mà trục lợi cả. Cho nên tôi nói rồi, việc xây dựng các nhóm để mà hoạt động tốt thì theo tôi các bạn không cần thiết phải gặp nhau đâu. Cứ việc ở trên mạng xã hội lập ra cái nhóm đó, các bạn thấy chúng ta cần đấu tranh về quan điểm gì, đấu tranh với đối tượng nào, các bạn chỉ cần là nói với nhau trên một cái nhóm chat nào đó, nói xong rồi thôi. Không cần thiết, 15.000. Các bạn không cần thiết phải gặp nhau để mà nảy sinh tình cảm. Rồi bây giờ các bạn gặp nhau ăn uống rồi ai trả tiền? Tôi thấy đa phần các bạn chỉ biết rằng là đến đó ăn uống xong có người trả tiền cho mình rồi thôi, không cần biết là hôm đó buổi đó ai chi tiền ra đó. Đến khi mà mình có khó khăn cái mình lại mượn tiền người khác, mượn xong không trả, rồi có khi mình lại trục lợi, nó bây giờ là tao đấu tranh thì tụi bay phải trả lương cho tao, có người nói như thế nữa. Tôi nghe một cái quan điểm rất lạ luôn, ô các bạn không có thời gian đấu tranh, thôi tôi đấu tranh thay các bạn, thôi về các bạn trả lương tôi đi. Có người đến mức độ như thế và lợi dụng cái sự đấu tranh của mình để trục lợi. Đó là cái đối tượng mà tôi thấy. Còn về đối tượng về chính trị, nhưng mà tôi nói với các bạn là thường á, là các nhóm Cờ Đỏ bị dính, nghĩa là bị dính diễn để trục lợi. Nghĩa là đối tượng nào đó ở trong nhóm của mình. Như vừa rồi có một cái đối tượng mà bán thông tin cho David Lê, thì David Lê nó đăng bài lên, nó nói đó, cái người đó nó vô trong nhóm và quay lén anh em chúng tôi, họp mặt quay lén lại và đưa tin cho David Lê, thậm chí gọi điện cho từng người trong nhóm chúng tôi, sau đó ghi âm lại rồi chuyển tin cho David Lê để mà đăng tin, để mà vạch mặt chúng tôi thế này thế khác. Tôi nói rồi, chúng tôi là những con người bình thường, những người dân công dân rất bình thường, chúng tôi có đời sống riêng tư và chúng tôi hoàn toàn có những thói hư tật xấu, không có gì phải che giấu. Mà nếu như vậy cho nên là đừng bao giờ nghĩ chúng tôi là thần thánh. Chúng tôi chỉ đấu tranh những luận điệu nào xuyên tạc, bịa đặt, chống đảng, chống nhà nước thì chúng tôi đấu tranh. Còn những vấn đề khác chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi là những con người bình thường, chúng tôi không có bị một tổ chức nào ràng buộc về đạo đức cả. Chúng tôi có quyền đi chơi, ăn, nhậu, đó là chuyện của chúng tôi, đơn giản, bình thường. Cho nên các bạn có biết được đời tư của tôi cũng chả có sao cả. Vấn đề ở đây là các bạn nói tầm bậy, các bạn xuyên tạc, bịa đặt về cái gì đó và chúng tôi phản bác, phản biện bằng những chứng cứ, luận cứ để vạch mặt những cái kẻ gian dối đó.
Đó mới chính là cái nhiệm vụ của chúng tôi. Còn những kẻ nào không đồng hành được với chúng tôi thì cũng đừng phá chúng tôi. Nếu phá chúng tôi cũng sẽ không lèm bèm với các bạn đâu. Chúng tôi cũng có cách để chúng tôi xử lý các bạn. Và các bạn không có cái đấu tranh, không có giá trị trong đấu tranh thì chúng tôi cũng không quan tâm tới các bạn. Các bạn làm gì kệ các bạn, nhưng cố gắng đừng bao giờ động chạm tới chúng tôi. Chúng tôi lập ra các trao đổi tin tức để chúng tôi trao đổi kiến thức, để chúng tôi cùng nhau đấu tranh vì đất nước này. Ngày ngày đêm đêm chúng tôi trừ cái thời gian mua bán ngoài chợ như tôi này, rồi thời gian với gia đình, tôi dành hết mọi thời gian còn lại cho cái việc đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Tôi không có thời gian để đi chơi. Và vì vậy cho nên chúng tôi đã hết mình rồi. Thì những kẻ nào lăng tăng linh tinh mà cứ nghĩ rằng là ghen ăn tức ở với chúng tôi có đâu ghen tức ở, chúng tôi ăn cái gì và ghen cái gì với chúng tôi. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ là cái việc ghen ăn tức ở của các bạn làm cho chúng tôi cảm thấy thế này thế khác. Các bạn càng làm như thế, chúng tôi càng thấy các bạn giống đàn bà hơn. Tôi nói rồi, bạn nào đã từ các nhóm cờ đỏ bước ra mà quay trở lại biến thành cờ vàng đấy thì nên cẩn trọng. Chúng tôi chắc chắn là tôi nói thẳng với các bạn là những bạn đó, những kẻ nào đã từng phản bội, nếu từ đầu các bạn được gài vô nhóm của chúng tôi, đừng để tôi nghĩ rằng là các bạn cái từ đầu đã được gài vào nhóm của tôi nhé. Nếu từ đầu các bạn được gài vào nhóm chúng tôi và nay các bạn bước ra chống lại chúng tôi là bình thường, nhưng các bạn từ chúng tôi trở cờ thì các bạn coi chừng. Đầu và việc tham gia vào các nhóm rất đơn giản, có nghĩa là chúng ta cứ thấy một người nào đó, một công dân nào đó mà có cái tấm lòng yêu nước muốn tham gia vào các nhóm mừng lắm. Các bạn biết không, rất là mừng. Bởi vì một người dân mà biết hy sinh cái cuộc sống của mình, cái đời sống riêng tư của mình, không đi chơi mà lại tham gia vào đấu tranh, và có những cái bài viết đấu tranh dành thời gian vui chơi giải trí để mà viết bài, để mà live stream đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc. Tôi và các bạn thấy được những bạn đó rất là vui, rất là mừng và muốn các bạn ấy tham gia vào các nhóm của mình. Và thậm chí tôi nâng niu lắm. Nhưng mà các bạn có tưởng tượng nổi là qua một thời gian nâng niu thì những người đó bắt đầu trở quẹ và cảm thấy họ thành ngôi sao. Họ thấy họ thành ngôi sao và họ bắt đầu có cái thái độ gọi là cần phải được phục vụ. Ở đây là chúng ta đấu tranh tự nguyện, tự giác và chúng ta vì đất nước mà đấu tranh, mỗi người đều từ cái lòng mình ra. Tự mình thấy cái điều kiện của mình mà tham gia đấu tranh. Nếu hôm nay thấy kinh tế khó khăn quá, nghỉ, đi kiếm tiền xong rồi thấy no rồi, lên cầm cái máy tiếp tục bấm, chơi tiếp, đấu tranh tiếp. Còn nếu như ai có điều kiện hơn thì cứ việc hàng ngày đấu tranh, còn không có điều kiện cứ đi kiếm tiền, kiếm ăn đi, đủ no rồi, về cầm cái máy lên, chơi tiếp. Còn nếu như thấy là không vui nữa, nghỉ chừng nào cảm thấy vui, đấu tranh tiếp. Các bạn đừng bao giờ cho mình một cái vị trí thành ngôi sao và làm theo cái cảm hứng, hay là các bạn làm theo cái kiểu là các bạn phải trả lương cho tôi mới làm. Có nhiều bạn nghĩ như thế nên tôi cảm giác rằng là cái việc xây dựng các hội nhóm cờ đỏ ngay lúc này là lúc cần thiết, bởi chúng ta mới. Trên thế giới thì những cái hoạt động như nhóm cờ đỏ như ở Việt Nam chúng ta là rất là hiếm, nó thẳng mà rất hiếm. Hôm vừa rồi đó, tôi được nghe là có một bạn nói với tôi là các nhóm cờ đỏ không giúp ích gì được cho bạn ấy cả. Bạn ấy buộc có cái ý là các nhóm cờ đỏ đó là phải tạo công ăn việc làm cho bạn ấy. Mobi 100. Có một điều rất là vui, đó là nhiều bạn tỏ ra rất là nhiều cái thái độ rất khác nhau, đó là nhưng mình tụ chung lại đều là mong muốn là các nhóm cờ đỏ này phải cho mình một cái gì đó về vật chất thì mới làm, và khi không cho được thì theo nhóm nào đó có vật chất nhiều hơn thì sẽ theo nhóm đó. Tôi thấy những đối tượng đó thì các nhóm cờ đỏ chúng ta khi mà lập mới hay là thêm thành viên, chúng ta cũng phải xem chừng và cố gắng lọc lựa cho kỹ những thành viên cốt cán, chứ không khéo chúng ta lại cứ đấu tố lẫn nhau. Cái việc đấu tố lẫn nhau chính là do chúng ta không nắm được tính cách của nhau, và do chúng ta cũng không nắm được cái nguyện vọng của cái đối tượng đi theo nhóm của chúng ta với mục đích gì, đấu tranh hay là trục lợi. Ở đây những thành viên trục lợi chúng ta đã thấy rất rõ rồi, và chúng ta không cần phải nói nhiều về các thành viên đó nữa. Và tôi hy vọng rằng hôm nay tôi nói ai người đó biết, và tôi cũng không muốn nhắc tên người đó ở đây.
ở đây có khoảng vài tên đó nhưng mà tôi không nhắc, nhưng mà tôi hy vọng rằng những người đó sau khi nghe xong thì nên tĩnh tâm lại và nhìn lại bản thân của mình, xem mình đang làm cái gì. Và cái đối tượng mà tôi nói về vấn đề lừa đảo đấy, về vấn đề có liên quan đến các tổ chức khủng bố mà hoặc là các tổ chức phản động mà tôi nghi ngờ đấy, tại vì cái đối tượng đó hãy dính vô nhóm nào, dính vô Việt Vision là nhóm Việt Vision tan rã, dính vô bất kỳ nhóm cờ đỏ nào, nhóm cờ đỏ đó tan rã, đều đem tiền rải ra các nhóm. Cho nên tôi hy vọng rằng mọi người nên để ý tới đối tượng đó.